Chương 31 Thứ 31 tiết Ta đợi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta đợi trách nhất phi biết Vũ Vi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi, hắn thật sâu nhìn Vũ Vi, hai tay nhẹ ban bả vai của nàng, lời thề son sắc nói, Vũ Vi, ta sẽ chờ ngươi, vẫn đợi được ngươi muốn nói yêu thương, muốn tiếp thu ta mới thôi, cho dù là 10 năm, 20 năm, chỉ cần ta còn sống, Ta liền nhất định sẽ chờ ngươi. Vừa bay, ngươi đây là cần gì chứ? Ta không đáng. Vũ Vi nổi lòng phức tạp nhìn Trác Nhất Phi, đối với Trác Nhất Phi cảm tình, nàng thực sự không biết nên xử trí như thế nào được rồi. Ngươi trị. Trác Nhất Phi thần sắc kiên định nhìn Vũ Vi nói. Vũ Vi nhất thời không nói gì, nàng không biết mình nên nói cái gì cho phải, nàng muốn đối Trác Nhất Phi nói, không nên đợi lát nữa nàng, cả đời này nàng cũng không thể yêu hắn, thế nhưng nàng không đành lòng, Trác Nhất Phi yêu nàng nhiều năm như vậy, rồi hướng nàng tốt như vậy, nàng không đành lòng thương tổn Trác Nhất Phi, chỉ là đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn nhìn Trác Nhất Phi. Nhìn thấy Vũ Vi ngẩn ra bộ dáng, Trác Nhất Phi nhịn không được hé miệng cười, hai tay hắn ban Vũ Vi vai, về phía sau chuyển, làm cho Vũ Vi đối mặt với bệnh viện Đại Môn, bên ngoài lạnh lẽo, đi về nghỉ ngơi đi. Nói, hắn buông ra Vũ Vi vai. Vũ Vi cảm giác được Trác Nhất Phi hai tay buông ra bả vai của nàng lúc, nàng liền không quay đầu lại bước đi đi về phía trước, vẫn đi về phía trước. Trác Nhất Phi vẫn đứng ở tại chỗ mang trên mặt thần sắc mong đợi nhìn Vũ Vi bóng lưng, hy vọng Vũ Vi có thể quay đầu liếc hắn một cái, thế nhưng, hắn thất vọng rồi, đồng Vũ Vi một lần đầu cũng không có hồi quá. Đi vào bệnh viện Đại Môn, Vũ Vi liền vẫn đi về phía trước, đi tới quẹo vào chỗ thời gian. Nàng mới như tá phụ trọng tựa như thở ra một hơi đến, nàng biết vừa nàng về phía trước lúc đi, Trác Nhất Phi vẫn đứng ở phía sau của nàng, nàng sở dĩ không quay đầu nhìn Trác Nhất Phi liếc mắt một cái, mục đích liền là muốn Trác Nhất Phi minh bạch giữa bọn họ không có khả năng. Sáng sớm, Vũ Vi di động thu được một cái đến từ chính ngân hàng tin nhắn, nàng tài khoản bên trong hơn một vạn khối. Nhìn di động tin nhắn, Vũ Vi mê hoặc ai lại đột nhiên giữa cho nàng một vạn khối A không bao lâu, điện thoại của nàng vang lên, là Lạc Ngưng Nhi. Có phải hay không chính đang kỳ quái trên trời rụng tiền đập bể đến đầu của ngươi lên? Lạc Ngưng Nhi dựa vào sofa, chân trần nha tử, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên cấp Vũ Vi gọi điện thoại. Ngươi cấp. Vũ Vi mơ hồ cảm giác được số tiền kia cùng Lạc Ngưng Nhi có quan hệ, nếu không tin nhắn mới đến Lạc Ngưng Nhi sẽ biết. Chính ta đều nhanh uống phong, nào có tiền cho ngươi nha. Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng. Là ca lêm công ty đánh đưa cho ngươi, ngày hôm qua ngươi thay thế ta làm việc thù lao. Lạc Ngưng Nhi ngồi thẳng người giải thích cấp Vũ Vi nghe. Nhiều như vậy. Vũ Vi giật mình, nàng chỉ là cùng Mạc Tử Hiên tham gia một yến hội mà thôi, liền chiếm được một vạn khối thù lao. Thế nào? Nhìn ở tiền phân thượng có hứng thú hay không ở ca lêm làm việc? Lạc Ngưng Nhi hỏi Vũ Vi. Không đợi Vũ Vi trả lời, Lạc Ngưng Nhi lại mở miệng nói, kỳ thực ta cảm thấy ca lêm làm việc phi thường thích hợp ngươi, làm việc thời gian cơ hồ đều ở buổi tối, lại không cần phải công ty đưa tin, có làm việc ngươi liền tiếp, không làm việc, ngươi liền chiếu cố đồng a di ban ngày còn có thể tìm kỳ công việc của hắn làm, hơn nữa thù lao rất cao. Nhất cử tam được. Điều kiện đích xác rất mê người, hơn nữa rất thích hợp nàng, Vũ Vi đối điện thoại thản nhiên nói, ta suy nghĩ một chút cúp điện thoại sau này, Vũ Vi liền lên mạng tra xếp một chút có liên quan với Calem Công ty Tư liệu, tra hoàng sau này, nàng cảm giác mình cũng rất thích hợp ở Calem làm việc. Calem Công ty là một nhà phi thường chính quy công ty, rất chú trọng các công nhân viên an toàn, phàm là ra ngoài nhân viên công tác, cũng có bọn bảo tiêu thiết thân bảo hộ, thù lao khả quan, chính yếu chính là, các nàng làm việc đại đa số đều là ở ban đêm. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Thứ 32 tiết Tìm được làm việc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tìm được làm việc này mấy điều kiện đều rất thích hợp nàng, hơn nữa giảng yêu cùng Lạc Ngưng Nhi cũng ở nơi đó làm việc, hẳn là không có vấn đề gì. Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, Vũ Vi xuyên nhất kiện tê, sớt cùng quần dinh, dẫm dày đế mềm, mang theo y túi đến ca lêm công ty. Ca công ty diện tích không lớn, bên trong nhân viên công tác toàn bộ đều là nữ nhân, công ty rất ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ, làm người ta coi trọng liếc mắt một cái, lại cảm thấy rất ấm áp rất thoải mái. Đang ở trước bàn làm việc kiểm tra tư liệu giảng yêu nhìn thấy Vũ Vi đến Ca cảm thấy thật bất ngờ, nàng từ trên ghế đứng lên, đi tới Vũ Vi đích thân tiền, trừng lớn song mắt thấy Vũ Vi, "Vũ Vi tỷ, ngươi sao có thể tới nơi này?" Vũ Vi song giảng yêu cười cầm trong tay y túi dơ dơ lên, còn y phục. Giảng thích xem đến y túi liền biết bên trong trang phục là ca lêm công ty chuyên dụng thương hiệu, nàng không khỏi nghi hoặc nhìn Vũ Vi, ngươi. Bình thường đều là ở ca lêm nhân viên công tác mới xuyên này tấm bản y phục. Thay bằng hữu làm việc. Vũ Vi giải thích cấp giảng thích nghe. Giảng yêu thân ngón tay chỉ quản lý phòng làm việc, lấy đồng tỷ ở bên trong, ngươi giao cho nàng là được rồi vũ vi nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc tiến vào một người tuổi còn trẻ lại trầm thấp nữ nhân thanh âm truyền vào vũ vi trong lỗ tai vũ vi đẩy cửa vào ánh vào nàng mi mắt chính là một nữ nhân trẻ tuổi ngồi ở trước bàn làm việc nhìn tài liệu trong tay giang lấy đồng nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn cửa phòng làm việc đương nàng nhìn thấy đồng vũ vi trong tay y túi thời gian trên mặt không có lộ ra sai biệt biểu tình mà là hé miệng cười nàng quả nhiên không có nhìn lầm người đồng Vũ Vi cầm quần áo trả lại. Vũ Vi một bên đi về phía trước, một vừa quan sát trước người trẻ tuổi nữ nhân, nàng tức khắc tóc ngắn thoạt nhìn tinh luyện có khả năng, nàng bộ dạng không phải rất đẹp, lại rất thanh tú. Đi tới trước bàn làm việc, Vũ Vi xông gian lấy đồng lễ phép cười, sau đó cầm trong tay y túi đặt ở trên bàn làm việc sao, giang tiểu thư, nhĩ hảo, ta là đồng Vũ Vi, đêm qua thay thế lạc ngưng nhi làm việc. Cái này là ca lêm công ty y phục trả lại cho ngươi. Giang lấy đồng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Vũ Vi vốn là muốn muốn cùng Giang lấy đồng đề một chút, tự mình nghĩ tới nơi này làm việc, nhưng nhìn đến Giang lấy đồng tựa hồ rất bận rộn bộ dáng, nàng liền lễ phép xong Giang lấy đồng nói câu, cảm ơn. Tái kiến. Nói nàng xoay người rời phòng làm việc. Giang lấy đồng nhìn trên mặt bàn y phục, lại nhìn một chút đồng Vũ Vi ly khai bóng lưng, hé miệng cười, nàng dựa ghế mềm, chậm rãi mở miệng nói, đồng tiểu thư, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp ở ca lêm làm việc, có hứng thú hay không đến ca lêm làm việc đâu. Vũ Vi không nghĩ đến gian lấy đồng cư nhiên sẽ chủ động đưa ra muốn nàng ở ca lêm làm việc, nàng đi về phía trước cước bộ dừng lại, xoay người nhìn gian lấy đồng, thoáng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, hảo. Cảm ơn. Vũ Vi tay cùng Giang lấy đồng bắt tay. Giang lấy đồng đem tài liệu trong tay đưa tới Vũ Vi đích thân tiền, bắt đầu hướng Vũ Vi giảng giải một chút công ty chế độ cùng phương thức làm việc. Ở ca công ty làm việc, không cần mỗi ngày đều đi công ty báo danh, chỉ cần ở nhà mặt là được rồi. Một khi có làm việc thời gian, phòng làm việc nhân viên công tác sẽ gọi điện thoại cho nàng. Cần ngươi trang phục cái gì nhân vật, cố chủ là ai, đô hội rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi có quyền lợi quyết định đi hoặc là không đi, mỗi một lần. Thù lao, công ty đô hội đánh vào của ngươi chi phiếu thượng, vì thế, ở ca công ty làm việc rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực, hơn nữa đại đa số đều là ở buổi tối làm việc. Nơi này là vốn là nổi danh nam nhân tư liệu, cũng là chúng ta ca chủ yếu hộ khách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Thứ 33 tiết Phát tiết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Phát tiết Vũ Vi theo Giang Lấy Đồng trong tay tiếp nhận tư liệu. Giang Lấy Đồng còn nói cho Vũ Vi, rất nhiều ở Ca Lêm làm việc nữ hài tử đều là kim chức. Thế nào? Có thể làm được sao? Giang Lấy Đồng hai tay hoàng ngực mặt mang mỉm cười nhìn Vũ Vi hỏi. Có thể. Vũ Vi đạm đạm nhất tiếu, rất khẳng định trả lời, vì tiền, nàng có cái gì không thể làm. Giang Lấy Đồng hài lòng gật gật đầu, ở Ca Lêm làm việc chỉ có một yêu cầu, chính là giữ mình trong sách, không thể cùng khách hàng phát sinh tính quan hệ. Vũ Vi mỉm cười, khác nàng không dám cam đoan, thế nhưng điểm này, nàng tuyệt đối có thể làm được. Về đến nhà Trung Vũ Vi vì mình ngã chén sữa, sau đó cầm tư liệu đem chính mình ném ở, một bên uống sữa một bên nhìn Giang lấy đồng cho nàng tư liệu, trong tư liệu mặt đều là vốn là nổi danh nam nhân tư liệu, trong đó còn có Trác Nhất Phi. Trác Nhất Phi tư liệu rất đầy đủ hết, bao gồm hắn thích xuyên màu gì y phục, cái gì thương hiệu giày cùng nước hoa, thường xuyên đi phòng ăn, gia đình thành viên, cùng với cá nhân tài sản. Thậm chí còn có hắn tình sử. Đương nàng nhìn thấy tình sử hai chữ thời gian, không khỏi cười, Trác Nhất Phi là một thanh thuần nam nhân, nàng nhận thức Trác Nhất Phi qua nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hắn nói yêu thương, ở đâu ra tình sử A. Nhưng khi nàng nhìn thấy tình sử lan bên trong mười mấy tên của nữ nhân thời gian, Nàng hơi run sợ một chút, sau đó nụ cười của nàng càng thêm nồng đậm một ít, nguyên lai Tra Lêm cũng có điều tra sai lầm thời gian a. Bang bang ba ba, từng tiếng đồ sứ ngã trên mặt đất thanh âm theo sở giao trong phòng truyền khắp toàn bộ sở gia biệt thự. Chặt tiếp theo đó là một trận thương tâm tiếng khóc. Nghe thấy sở giao thương tâm tiếng khóc, Giao Lang tâm chăm chú nhéo lên, nàng đứng ở sở giao phòng ngủ nơi cửa, mặt mang lo lắng thần sắc gõ cửa phòng, giao giao nói cho mẹ làm sao vậy ai chọc giận ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói ra mẹ làm cho ngươi chủ nàng vừa từ bên ngoài trở về liền nghe đến sở giao trong phòng truyền ra đông tây dùng sức ngã trên mặt đất thanh âm nàng lo lắng không ngớt nàng nữ nhi bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa từng có phát quá lớn như vậy tính tình không ngừng đem trong phòng đồ sứ tất cả đều ngã phá còn lớn tiếng thương tâm khóc nhất định là ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất Thế nhưng mặt cho Giao Lan tại sao gọi, trong phòng sở giao chính là không mở cửa, ngoại trừ đem gian phòng đồ vật bên trong tất cả đều ngã phá, lại chính là ở bên trong phòng lớn tiếng khóc. 3. Một tiếng sở giao đem trong phòng cuối cùng một đồ sứ dùng sức ném trên mặt đất, lấy đến đây phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính mình khiêu khích đồng vũ vi bị bị đồng vũ vi vũ nhục, còn ở trước mắt bao người đã trúng mặt tử hiên hai đại bạc tai này muốn nàng bộ mặt gì tồn. Này muốn nàng ở xã hội thượng lưu còn thế nào đặt chân. Này muốn nàng sau này thế nào không biết xấu hổ lại tham gia xã hội thượng lưu tổ chức yến hội. Nếu như thua ở những người khác trong tay, nàng có thể sẽ không tức giận như vậy, sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng nàng cư nhiên thua ở đồng vũ vi cái kia tiện chủng trong tay, này muốn nàng làm sao mà chịu nổi. Lúc này, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ, nhớ tới mình đã bị sỉ nhục, nàng liền hận không thể xé rách đồng vũ vi mặt, uống cạn đồng vũ vi máu, sau đó sẽ làm cho thập mấy nam nhân ở mí mắt nàng thấp đem đồng vũ vi hung di an. Làm cho nàng tận mắt thấy đến đồng vũ vi thống khổ bộ dáng, mới có thể tiêu trừ nàng mối hận trong lòng. Lục Hàng thì hai tay hoàn ngực dựa cửa phòng, lẳng lặng nhìn sở giao phát tiết trong lòng phẫn nộ, hắn biết lúc này vô luận nói cái gì, sở giao đều nghe không vào. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Thứ 34 tiết Bị cảm động Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bị cảm động sở giao vừa sinh ra chính là một cao ngạo công chúa, bị người trong nhà cẩn thận che chở lớn lên, chưa từng có thụ quá một điểm ngăn trở, lần này, bị đồng vũ vi lăng nhục cùng thương tổn, sở giao đích thân tâm đều bị thương tổn nghiêm trọng chỉ có làm cho nàng đem tức giận trong lòng tất cả đều phát tiết đi ra, trong lòng của nàng mang mới có thể dễ chịu một điểm. Ngoài cửa giao lan tràn đầy lo lắng thanh âm lại một lần nữa truyền vào sở giao trong lỗ tai, giao giao ngươi đi ra có được không? Như ngươi vậy mẹ rất lo lắng ngươi, nói cho mẹ đã xảy ra chuyện gì, mẹ làm cho ngươi chủ. Giao lan thanh âm đứng ở sở giao trong lỗ tai phá lệ chói tai, nàng tức giận đối giao lan nói, không cần ngươi lo sau đó đem chính mình ném ở, dùng chăn đắp ở chính mình, một mình trốn ở trong chăn sinh hờn dỗi. Giao Lan thì không ngừng vỗ cửa phòng ngủ, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, rất sợ trong phòng sở giao có một cái gì không hay xảy ra. Lục Hàng xoay người, mở cửa phòng, nhìn thấy Giao Lan vẻ mặt lo lắng bộ dáng, hắn khẽ thở dài một cái, a di, sở giao ở bên ngoài bị một điểm ủy khuất, trong lòng có chút khổ sở, phát phát tiểu tính tình thì tốt rồi, có ta ở đây, ngài cứ yên tâm đi nhìn thấy lục hàng cũng ở bên trong phòng giao lan viên kia cao cao treo lên tâm mới chậm rãi để xuống nàng xông lục hàng cảm kích cười lục hàng có ngươi ở ta an tâm lục hàng đem cửa phòng đóng lại đi tới trước giường lần lượt sở giao ngồi xuống hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sở giao 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 phát tiết được rồi liền rời giường đi đừng làm cho a di lo lắng ngươi sở giao bỗng đem chăn sốt lên hai tay chăm chú ôm lục hàng tục tằng vòng eo, đầu chăm chú dán lục hàng nơi ngực, nàng dùng sức hít mũi một cái, ngửa đầu nhìn lục hàng, hàng, ta muốn trả thù đồng vũ vi, ta muốn đồng vũ vi so với ta hiện tại thống khổ gấp trăm lần thiên bội. Ta không tin Mạc Tử Hiên sẽ coi trọng đồng vũ vi cái kia tiểu tiện chủng, nhất định là đồng vũ vi câu dẫn Mạc Tử Hiên. Ngày mai bắt đầu phái thám tử tư 24 tiếng đồng hồ giám thị đồng vũ vi ta muốn bắt được đồng vũ vi câu dẫn mạc tử hiên chứng cứ, đến lúc đó. Tin đồng vũ vi sẽ sống không bằng chết. Nói, nàng một đôi coi được trong tròng mắt mặt lộ vẽ ra một mặt âm lãnh hàng quang, khóe miệng biên hiện ra một mặt nhàn nhạt cười xấu xa đến. Lục hàng dùng sức ôm ôm sở dao, thấp tròng mắt, ở sở dao cánh môi thượng hung hăng hôn một ngụm, trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ nhường đồng vũ vi vì thương tổn ngươi trả giá trầm trọng đại giới tới hắn không thể chịu đựng được như công chúa bàn sở giao bị người thương tổn, đặc biệt bị đồng vũ vi như vậy đồ đê tiện thương tổn. Sở giao ngửa đầu nhìn lục hàng, ta liền biết, ngươi đối với ta tốt nhất. Nói nàng hôn trả lục hàng, hai người không kiên nể gì cả mảnh liệt, lục hàng thân thể cao lớn áp ở sở giao tim gầy thân thể mềm mại thường, sở giao tầm mắt lướt qua lục hàng nhìn về phía gian phòng mổ một chỗ, đồng vũ vi, chờ xem, ta sẽ nhường ngươi thường nói sống không bằng chết tư vị không bao lâu, trong phòng tràn ngập thối nát vị đạo cùng kiều diễm khí tức. Trong phòng cảnh xuân vô hạn cùng trên mặt đất một mảnh bừa bãi mảnh nhỏ, tạo thành tiên minh đối lập. Buổi tối, Vũ Vi sớm đến bệnh viện thủ hộ mẹ, nàng đến bệnh viện thời gian, mẫu thân chính dựa sự cấy đầu cùng Trác Nhất Phi hài lòng nói chuyện phiếm. Ở nhìn thấy Trác Nhất Phi một khắc kia, Vũ Vi trong lòng, ấm áp. Trác Nhất Phi thân là Trác Thị Tổng Tài, mỗi ngày có vội không xong làm việc, lại luôn luôn ở bệnh viện làm bạn ở mẫu thân bên người, không ngừng cẩn thận chiếu cố mẫu thân của nàng, còn đùa mẫu thân hài lòng. Nàng không phải không thừa nhận chính mình bị trác nhất phi cảm động. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Thứ 35 tiết Sắm vai tình phụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trác nhất phi nhìn thấy Vũ Vi hai mắt nhíu lại, một bộ rất vui vẻ bộ dáng, hắn bận rộn lo lắng từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười nhìn Vũ Vi, rất tự nhiên nói, tới. Như vậy, hình như bệnh nằm là thân nhân của hắn, Vũ Vi là tới thăm bệnh tựa như. Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, tới. Nói, nàng đi tới trước giường bệnh, đem mẫu thân gối mềm đặt ngang ở bệnh, mẹ, ngày mai sẽ phải phẫu thuật, hôm nay hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới được đồng mẫu ha hả cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vũ vi tay, sau đó nằm ở bệnh, hai mắt nhắm lại, ta nghỉ ngơi rất tốt. Yên tâm. Vũ vi thì ngồi ở giường bệnh biên, lặng lặng nhìn mẫu thân, thẳng đến mẫu thân ngủ say sau này, nàng mới đứng dậy tống trác nhất phi ly khai phòng bệnh. Ra phòng bệnh, vũ vi cùng trác nhất phi sóng vai mà đi, nàng bán quay đầu nhìn trác nhất phi đẹp trai nghiêng mặt, mở miệng nói tạ, vừa bay, cảm ơn ngươi. Trác Nhất Phi thì hai tay cắm túi, có chút không vui tà Vũ Vi liếc mắt một cái, nếu là lại cùng ta khách khí như vậy nói, ta nhưng sinh khí a. Vũ Vi đạm đạm nhất tiếu, sau đó nói sang chuyện khác, ta tìm được công tác, ở Ca Lêm làm việc. Ca Lêm Trác Nhất Phi đi về phía trước cước bộ lực hơi dừng một chút, hắn biết Ca Lêm làm việc tính chất, từ cao quý thiên kim tiểu thư, cho tới đê tiện quán ba nữ lang, ở nơi đó làm việc nữ hài sắm vai trong cuộc sống các loại nhân vật, khi hắn xem ra Vũ Vi là một cao ngạo tự ái nữ hài tử, không nghĩ đến Vũ Vi sẽ ở nơi đó làm việc. Vũ Vi tự nhiên biết Trác Nhất Phi ý nghĩ, nàng hé miệng cười, ở ca lêm làm việc so với ở quán Ba Cường. Trác Nhất Phi thật sâu nhìn Vũ Vi liếc mắt một cái, đích xác, ở ca lêm làm việc so với ở quán Ba Cường, tối thiểu ở ca lêm có thể tuyển trạch khách nhân, mà ở quán Ba lại không có tuyển trạch quyền lợi. Vũ Vi tống Trác Nhất Phi đến cửa bệnh viện chỗ, Trác Nhất Phi trước khi rời đi cư nhiên không có yêu cầu Vũ Vi làm bạn gái của hắn. Này lệnh Vũ Vi cảm thấy thật bất ngờ. Một bay đi. Vũ Vi mới vừa tiến vào phòng bệnh đồng mẫu liền mở hai mắt ra nhìn Vũ Vi. Vừa bay. Vũ Vi hết chỗ nói rồi, mẹ mấy ngày nay cư nhiên thân thiết như vậy gọi Trác Nhất Phi, xem ra bị Trác Nhất Phi thu mua. Ân. Ừ. Nàng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Đồng mẫu nhìn Vũ Vi ánh mắt chiếu lấp lánh, một đôi bảo kinh phong sương trong tròng mắt mặt tràn đầy chờ mong hận không thể vũ vi hiện tại liền cùng trác nhất phi nói yêu thương tựa như vũ vi ta xem vừa bay đứa bé này không sai có thể đối lão nhân tốt nam nhân cũng sẽ đối lão bà của mình hảo thân là trác thị tổng tài vừa không có cái giá một câu nói tuyệt đối là cái nam nhân tốt mấy ngày này trác nhất phi vẫn bồi ở bên người nàng vô luận vũ vi có ở đó hay không hắn đô hội dốc lòng chiếu cố nàng lại đùa nàng hài lòng như vậy trẻ tuổi người khó tìm mẹ ta biết vừa bay người rất tốt chỉ là ta bây giờ còn không muốn nói luyến ái nàng mới bị lục hàng bị thương mẹ lại nằm ở bệnh kia có tâm tư nói yêu thương a đồng mẫu thật sâu thở dài ta hiểu ta chỉ là đề đề ý kiến mà thôi giả như ngươi nghĩ nói yêu thương thời gian có thể dẫn đầu suy nghĩ một chút vừa bay vũ vi hé miệng cười gật gật đầu sau đó ngồi trên ghế cùng mẫu thân nói chuyện phím. Ngày hôm sau chính là đồng mẫu phẫu thuật ngày, Lạc Ngưng Nhi cùng Trác Nhất Phi sớm chạy tới bệnh viện bồi ở Vũ Vi bên người, lệnh Vũ vi, vi viên kia có chút bối rối bất an tâm chiếm được một chút an ủi. Đồng mẫu phẫu thuật rất thành công, phẫu thuật hậu hai canh giờ, liền đã tỉnh. Vũ Vi viên kia cao cao treo lên tâm, rốt cuộc để xuống. Hạnh phúc nước mắt tùy theo chảy xuống khuôn mặt, nàng cả ngày bồi ở mẫu thân bên người chiếu cố mẫu thân ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thẳng đến 5 ngày sau này, ca lên gọi điện thoại tới, nàng mới ly khai mẫu thân bên người đi ra ngoài làm việc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Thứ 36 tiết Ta làm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 8 giờ tối Vũ Vi thân mặc màu đen cực ngắn quần áo, trên thân là màu trắng bó sát người tiểu sam, chân đạp màu lam đậm dày cao gót, khóa một màu đen bọc nhỏ bao, đem nàng đầy ấp khêu gợi vóc người tất cả đều cho thấy đến, nàng chậm rãi đi vào vốn là một nhà nổi danh phòng ăn. Hôm nay, nàng làm việc là sắm vai một công ty lão tổng đích tình phụ. Thay thế hắn tình phụ tham gia các bằng hữu liên hoan, nguyên nhân là hắn tình phụ mang thai, không thích hợp tham gia liên hoan uống rượu. Vũ Vi cảm thấy kẻ có tiền thực sự rất sĩ diện, tình phụ mang thai, không tới tham gia yến hội không phải xong chuyện, lại muốn xin đừng người giả trang hắn tình phụ. Rất sợ người khác không biết hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu lão bà tự như. Vừa mới vừa đi vào phòng ăn, Vũ Vi liền nhìn thấy một vệ nam nhân trung niên đứng ở quầy ba cách đó không xa, nhìn phòng ăn nơi cửa. Nam nhân này chính là nàng hôm nay hộ khách, một nhà xí nghiệp lão tổng Trần Cùng. Vũ Vi chậm rãi đi tới Trần Cùng trước người, mặt mang mỉm cười nhìn Trần Cùng, lễ phép đưa tay phải ra trần tiên sinh nhĩ hảo ta là đồng vũ vi trần cùng trên dưới quan sát vũ vi mấy lần sau đó rất hài lòng gật gật đầu hắn vương hai tay nắm vũ vi trắng nõn tay nhĩ hảo nhĩ hảo trần cùng nắm vũ vi tay khí lực có chút đại lệnh vũ vi có chút không vui nàng theo trần cùng trong tay rút về tay của mình trên mặt mỉm cười tùy theo biến mất không gặp thanh âm có chút băng lãnh đối trần cùng nói trần tiên sinh ta là tới làm việc Trần cùng sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục thần sắc bình thường, là là, đồng tiểu thư, bên này thỉnh. Nói, hắn xoay người hướng phòng ăn phòng mà đi, thật giống như vừa sự tình không có phát sinh tựa như. Trần cùng rất lịch sự vì Vũ Vi mở cửa phòng, đồng tiểu thư, thỉnh. Vũ Vi cho rằng phòng bên trong sẽ có rất nhiều người đâu, thế nhưng nàng sai rồi, nạc đại trong phòng không có một bóng người. Vũ Vi trong lòng cảnh linh lập tức vang lên, Nàng đứng ở cửa bao phòng miệng chỗ vẽ mặt cảnh giác nhìn Trần Cùng, không phải nói có tụ hội sao? Vì sao một người cũng không có? Nhìn Vũ Vi vẽ mặt cảnh giác bộ dáng, Trần Cùng biết trước người cô bé này hiểu lầm hắn, hắn xong Vũ Vi đạm đạm nhất tiếu, giải thích, đồng tiểu thư, là như vậy, kỳ thực hôm nay cũng không có gì tụ hội, ta mướn ngươi tới là muốn cho ngươi bức bách lão bà của ta ly hôn với ta. Vũ Vi xem thường nhìn Trần Cùng. Cư nàng biết Trần Cùng chỉ là một nghèo sinh viên, là dựa vào nhà mẹ để đứng dậy, hiện tại có tiền, sẽ vứt bỏ cám bả, nàng từ đáy lòng chán ghét Trần Cùng người như thế. Nàng không cần suy nghĩ liền muốn cự tuyệt Trần Cùng, xin lỗi Trần Tiên Sinh, ta nghĩ ta không làm được của ngươi phần này làm việc. Nói nàng liền muốn rời phòng. Giữa lúc tay nàng đặt ở tay nắm cửa thời gian, điện thoại của nàng vang lên. Vũ Vi lấy điện thoại ra vừa nhìn, không khỏi Vi giật mình, lại là Giang lấy đồng. Tiếp nghe điện thoại, nàng xuất mở miệng trước kêu lên, lấy đồng tỷ. Đồng Vũ Vi, ngươi phải nhớ kỹ ca lêm tôn chỉ chính là thỏa mãn khách hàng các loại yêu cầu. Giang lấy đồng dựa vào ghế mềm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh chậm rãi mở miệng nói. Nàng biết đồng Vũ Vi là một chính trực nữ hài tử, nếu để cho nàng làm trần cùng phần này làm việc, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, vì thế, nàng ở tối thời điểm mấu chốt nhắc nhở Vũ Vi ngươi còn phải nhớ kỹ, của ngươi mỗi một phân làm việc đều là vì tiền. Dứt lời, Giang lấy đồng cúp điện thoại. Bên kia Trần cùng thấy Vũ Vi thu hồi điện thoại, liền mở miệng nói, đồng tiểu thư, ngươi phải biết, dù cho ngươi không giúp ta, cái khác ở ca lêm cộng tổ nữ hài cũng sẽ giúp đỡ của ta. Nàng đem đáy lòng lửa giận ngăn chặn, lạnh mặt nhìn Trần cùng, hảo, ta làm. Nàng biết, cho dù nàng cự tuyệt phần này làm việc, cái khác ca lên nữ hài tử cũng sẽ tiếp được phần này làm việc. Ngữ khí làm cho cho người khác không như chính mình kiếm số tiền kia. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Thứ 37 tiết Ta mang thai Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần cùng thấy Vũ Vi đáp ứng, trên mặt lộ ra một mặt chói mắt hài lòng tươi cười, đồng tiểu thư, giả như nàng chịu cùng ta ly hôn nói ta sẽ phó cho ngươi gấp đôi tiền lương phòng ăn trong đại sảnh vũ vi cấp trần cùng lão bà nói chuyện điện thoại xong liền ngồi cạnh cửa sổ tử vị trí chờ đợi trần cùng lão bà đến nàng cố ý điểm bản điếm quý nhất mỹ thực cùng rượu đỏ một bữa cơm xuống muốn mấy vạn khối nàng hạ quyết tâm muốn hung hăng tể trần cùng một phen lấy đến đây vì trần cùng lão bà ra một hơi Mặc dù chỉ chốc lát nữa các nàng liền là địch nhân, thế nhưng đáy lòng ở chỗ sâu trong nàng vẫn là mãn đồng tình trần cùng lão bà, cư nhiên gả cho một phụ lòng hán. Vũ Vi một bên nếm mỹ thực, một bên ưu nhã nếm rượu đỏ, đồng thời dùng khóe mắt dư quan viết nhìn trạm ở trong bóng tối trần cùng, thấy trần cùng trên mặt lộ ra yêu thương thần sắc lúc, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng. Đang ở nàng cúi đầu thiết bò bít tết thời gian, đồ đê tiện, cư nhiên dám câu dẫn chồng ta kèm theo một người trung niên nữ nhân thanh âm tức giận hạ xuống lúc, Vũ Vi cảm giác được chính mình trên mặt trắng chắc đã trúng một đại bạc tai, ngay sau đó đầu của nàng đính mắt lạnh, sau đó sền sệt rượu đỏ dọc theo gương mặt nàng chậm rãi chảy xuống ở trên mặt bàn, một dọc một dọc rơi vào trên mặt bàn tạo thành một đóa coi được đóa hoa. Vũ Vi thiết bò bít tết động tác vi dừng một chút, sau đó đem dao nhỏ cùng dĩa ăn đặt ở đĩa bên trong, lấy khăn tay lau chùi mặt mình gò má, nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở đối diện nàng trung niên nữ nhân, nữ nhân này chính vẻ mặt phẫn nộ thần sắc nhìn nàng, nữ nhân vóc người tim gầy, lớn lên rất tuổi còn trẻ, mặc dù tuổi gần 50, nhưng nhìn đi tới chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi. Nàng tức khắc tóc ngắn, liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết đối phương là cái nữ cường nhân cũng là một người nữ nhân cao ngạo. Vũ Vi trên mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên, đối với vừa phát sinh chuyện, bày làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trần Thái Thái, mời ngồi. Câu dẫn người gia lão công, đương nhiên phải trả giá một điểm đại giới đến, không phải sao. Trần Thái Thái vi giật mình, nàng đã từng đã nắm không dưới 20 trần cùng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, mỗi một lần đều là vung tay, nếu không cũng sẽ nhục mạ đối phương. Lần này, đối phương lại mặt mang mỉm cười nhìn nàng, một điểm nhỏ tam kiêu ngạo bộ dáng cũng không có. Nàng ưu nhã ngồi trên ghế, lạnh mặt nhìn đồng vũ vi, trong lòng nhưng có chút mừng thầm, bởi vì bình thường đánh không đánh trả mắng không trả miệng nữ hài tử đều là bị trần cùng từ bỏ nữ hài, lại từ trần cùng nơi đó lấy không được tiền, mới sẽ tìm tới nàng, khóe miệng nàng thoáng vẫn vĩnh lên, chậm rãi mở miệng nói, nói đi, gọi ta đến chuyện gì. Khi thần thái, ở vũ vi trước mặt như cao cao tại thượng nữ vương bình thường. Nhưng nàng nào biết đâu rằng Vũ Vi không phải là không đánh trả, mà là căn bản khinh thường đánh trả. Vũ Vi một đôi trong suốt hai tròng mắt nhìn chầm chằm Trần Thái Thái, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, "Trần Thái Thái, ta mang thai, các ngươi ly hôn đi." Trần Thái Thái biến sắc, bỗng từ trên ghế đứng lên, một bộ không tin thần sắc nhìn Vũ Vi, "Ngươi nói cái gì?" Nàng cùng Trần cùng kết hôn hai mười mấy năm qua, vẫn không có đứa nhỏ, mà Trần cùng ở bên ngoài tìm nữ nhân cũng chưa từng có mang thai, đây cũng là nàng vì sao vẫn không có cùng Trần hòa ly hôn nguyên nhân. Nam nhân thôi ở bên ngoài lại thế nào phong lưu, cũng không có để lại hạt giống, điều này nói rõ nam nhân kia trong lòng vẫn có nàng. Thế nhưng bây giờ đối phương cư nhiên mang thai, còn tìm tới cửa muốn nàng ly hôn, nói cách khác, nàng ở Trần Cùng trong lòng một điểm địa vị cũng không có. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38. Thứ 38 tiết. Ly hôn đi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ly hôn đi vũ vi rất rõ ràng phun ra ba chữ đến ta sẽ không ly hôn trần thái thái sắc mặt khó coi đến cực điểm đừng tưởng rằng ngươi mang thai liền có thể trở thành trần thái thái đừng vọng tưởng ta cùng trần cùng kết hôn hai mươi mấy năm hắn hôm nay có thể có được tất cả đều là ta cấp không có ta hắn sẽ không có gì cả ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua hắn tài phú cùng ngươi ở một chỗ sao? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cấp. Chỉ cần ngươi ly khai trần cùng, bao nhiêu tiền ta đều cấp. Vũ Vi khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nàng ưu nhã bưng chén rượu lên nhẹ nhàng mổ một ngụm rượu đỏ, sau đó dơ lên trong mắt hơi hiện ra không hiểu nhìn Trần Thái Thái. Trần Thái Thái, kỳ thực ta rất không hiểu ngươi, ngài khôn khéo có khả năng, lại có thực lực, là nữ nhân trung người nổi bật, tại sao muốn dùng tiền mua một phần danh nghĩa tình yêu đâu. Đúng như như lời ngươi nói, ly khai ngày sau này Trần Cùng chính là một không có gì cả nam nhân. Có lẽ vẫn là một không đúng tí nào nam nhân, vẫn là vứt bỏ cám bả muốn lấy tiểu tam nam nhân. Nam nhân như vậy đáng giá ngài tiếp tục đem tình yêu lãng phí ở trên người của hắn sao? Trần Thái Thái sắc mặt từ khó nhìn đến cực điểm trở nên kinh ngạc, nàng không khỏi thật sâu nhìn trước mắt này dung mạo thanh tú nữ hài, dĩ vãng bức nàng ly hôn nữ hài, đều nói nàng hoa tàn ít bướng, Trần Cùng đã không yêu nàng, vì sao còn muốn nương nhờ Trần Cùng bên người không chịu đằng cái địa phương. Còn nói nàng kiếp này đều sinh không được đứa nhỏ, chặt đứt Trần Gia huyết mạch, thế nào có mặt ở lại Trần Cùng bên người. Nhưng cô bé này bất đồng, nàng cũng không nói gì quá một câu làm thấp đi lời của nàng, ngược lại nói là Trần Cùng không xứng với nàng, muốn nàng buông tay. Dĩ vãng, nàng cũng sẽ hung hăng ném đối phương một đại bạc tai, sau đó nói cho đối phương biết, cho dù chết, nàng cũng muốn bảo vệ hôn nhân của mình, nguyện ý, ngươi coi như cả đời tiểu tam đi. Thế nhưng lần này, nàng trầm mặt, cũng trầm tư, nàng tỉ mỉ nắm lấy cô bé này lời nói. Vũ Vi thấy Trần Thái Thái bắt đầu trầm tư, hé miệng cười, nàng theo của mình trong túi mặt lấy ra hé ra danh thiếp đưa tới Trần Thái Thái trước người, Trần Thái Thái, cái này là của ta danh thiếp. Trần Thái Thái cầm lấy mặt bàn danh thiếp, sắc mặt lại là biến đổi ngươi không phải trần cùng tình nhân có khác nhau sao vũ vi chọn chân mày nhìn trần thái thái hỏi lại trần thái thái không nói gì đích xác cũng không khác gì là bởi vì vô luận đối diện nàng ngồi là ai mục đích của đối phương đều chỉ có một đó chính là muốn nàng cùng trần hòa ly hôn vũ vi sâu thở ra một hơi từ trên ghế trạm tiền trần thái thái ta còn có việc cần phải đi chính ngài suy nghĩ thật kỹ tượng trần cùng cái loại này có mới nới cũ lại tuyệt tình nam nhân đáng giá ngươi tiếp tục yêu đi xuống sao. Dứt lời, nàng thật sâu nhìn trần thái thái liếc mắt một cái, ly khai chỗ ngồi, hướng phòng ăn cửa lớn đi đến. Nên nói, nàng cũng đã nói, giả như trần thái thái cố ý tử thủ trần cùng nói, nàng cũng không có biện pháp. Đồng tiểu thư Trần Thái Thái ở Vũ Vi đi ra hai bước sau này gọi lại Vũ Vi. Vũ Vi khóe miệng hướng về phía trước một điều, xem ra Trần Thái Thái nghĩ thông suốt. Nàng xoay người thần sắc bình tĩnh nhìn Trần Thái Thái. Trần Thái Thái mấy bước đi tới Vũ Vi đích thân tiền, xong nàng ấy nấy cười, ngươi nói đúng, như vậy nam nhân không đáng ta yêu, nói dùng cho ta Trần cùng ta đồng ý ly hôn. Còn có vừa ra tay đánh ngươi, xin lỗi. Vũ Vi hé miệng cười, trên mặt không có một chút trách cứ Trần Thái Thái ý tứ, không quan hệ, ta cũng không phải bạch chịu đòn, ta sẽ cùng Trần cùng đòi tiền bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Thứ 39 tiết Nhìn thấy hắn, cư nhiên lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Thái Thái không khỏi cười, sau đó lướt qua Vũ Vi Ly khai phòng ăn. Trần Thái Thái mới vừa đi ra phòng ăn cửa sau, Trần Cùng liền không thể chờ đợi được chạy đến Vũ Vi đích thân tiền, hơi hiện ra thần sắc khẩn trương nhìn Vũ Vi, thế nào? Nàng có đồng ý hay không ly hôn? Vũ Vi vẻ mặt khinh miệt nhìn Trần Cùng, chậm rãi mở miệng nói, nàng đồng ý ly hôn. Cảm ơn ngươi. Rất cảm tạ ngươi. Trần Cùng vẻ mặt cảm kích thần sắc nhìn Vũ Vi. Nhìn Trần Cùng trên mặt hài lòng tươi cười, Vũ Vi càng thêm khinh bỉ Trần Cùng, nàng lạnh lùng đối Trần Cùng nói, đây là của ta làm việc, ngươi không cần nói cảm ơn. Nói nàng lấy ra một tờ tờ giấy ở phía trên viết xuống một hàng chữ, đưa cho Trần Cùng, đây là làm việc bên ngoài thù lao, phiền phức ngươi đổi tiền mặt. Đó là tự nhiên. Trần Cùng Mỹ Mỹ tiếp nhận tờ giấy, nhìn mặt trên xinh đẹp tự thể, chỉ thấy, bị Trần Thái Thái nhục mạ, một vạn nguyên, bị Trần Thái Thái quăng một đại bạc tai hai vạn nguyên. Thuận lợi hoàn thành làm việc, nhiều hơn gấp đôi thù lao. Trần Cùng trên mặt như trước cười nở hoa, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, yên tâm, số tiền này ta cũng sẽ đánh tới của ngươi trong tài khoản mặt. Có thể thành công cùng Trần Thái Thái ly hôn, chút tiền ấy với hắn mà nói quá chút lòng thành. Vũ Vi chẳng đáng nhìn Trần cùng liếc mắt một cái, sau đó lướt qua Trần Hòa ly khai phòng ăn, ở nàng cùng Trần cùng sát vai mà qua thời gian, lạnh lùng bỏ lại một câu nói cấp Trần cùng, Trần tiên sinh, mất đi Trần Thái Thái là ngươi cả đời này tối tổn thất lớn. Không có Trần Thái Thái, Trần cùng là một gì? Trần cùng sắc mặt lập tức tối xuống, không vui nhìn Vũ Vi ly khai bóng lưng. Ly khai hoa tàn ít bướng Trần Thái Thái mới là miệng hắn lựa chọn sáng suốt. Nguyên bản đây chỉ là Vũ Vi làm việc một phần mà thôi, thế nhưng nàng lại không có nghĩ đến bởi vì này thứ làm việc, nàng mất đi tình cảm chân thành. Đương nhiên những thứ này đều là nói sao. Ra phòng ăn, gió lạnh trước mặt thổi tới, vừa đã trúng Trần Thái Thái bạc tai hai má lập tức cảm giác được một trận hỏa lạc lạc đau nhói, Đào Vũ Vi nhịn không được bưng kính má trái của mình. Ta cũng rất thích tiền, thế nhưng ta sẽ không vì kiếm tiền mà. Nhưng theo một đạo dễ nghe thanh âm, Vũ Vi trước mắt xuất hiện một tiểu túi ni lon tử, trong gói to mặt trang chính là khối băng. Vũ Vi theo dễ nghe thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân tây trang màu đen mặt tử hiên đứng ở thân thể của nàng trắc, trên mặt lộ vẻ như có như không tiếu ý nhìn nàng. Vũ Vi nhìn mặt tử hiên cay đắng cười, hỏi lại hắn, vì kiếm tiền mà không muốn tự tôn mạc tử hiên nhưng cười không nói đem khối băng đưa tới vũ vi đích thân tiền phun một chút mặt đi vừa ở phòng ăn lúc ăn cơm hắn thấy được vừa phát sinh tất cả nhìn thấy đồng vũ vi chật vật thân ảnh đi ra phòng ăn thời gian tim của hắn hồ tự hồ một cổ cảm giác khác thường chậm rãi xẹt qua trái tim thuận tay cầm khối băng đi ra phòng ăn thấy mạc tử hiên biểu tình vũ vi liền biết mạc tử hiên chấp nhận nàng vương tay tiếp nhận mạc tử hiên đưa cho nàng khối băng, phu ở trên mặt mình, quả nhiên từng đợt lạnh lẽo cảm giác lệnh bên má nàng thượng đau đớn giảm thiếu rất nhiều, cũng lệnh nàng thoải mái hơn, nàng cảm kích nhìn mạc tử hiên, nói câu, cảm ơn ngươi. Dứt lời, nàng chậm rãi xuống đài dai. Ở nàng đi tới đất bằng thời gian, nàng xoay người nhìn như trước đứng ở trên bậc thang mạc tử hiên, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải ta. Ngươi sẽ không giải thiếu người tiền cái loại này bất đắc dĩ hơn nữa, cái này là công tác của ta. Vũ Vi nói lệnh Mạc Tử Hiên không khỏi nhìn nhiều Vũ Vi mấy lần, một như thế thiếu tiền nữ hài, vì kiếm tiền ngay cả mình tự tôn cũng không muốn nữ hài, nhìn thấy hắn như vậy hơn kim lại đẹp trai nam nhân cư nhiên lạnh lùng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Thứ 40 tiết Này đó còn chưa đủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nhìn vũ vi tiệm cách xa dần bóng lưng mặt tử hiên khóe miệng biên không khỏi hiện ra một mặt nụ cười thản nhiên đến mặt tử phàm mới vừa đi ra phòng ăn liền nhìn thấy mặt tử hiên khóe miệng biên lộ vẻ nụ cười thản nhiên nhìn một người tuổi còn trẻ nữ hài ly khai bóng lưng hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi mặt tử hiên ngươi thích nàng mặt tử hiên thật sâu nhìn vũ vi thân ảnh liếc mắt một cái sau đó thu hồi tầm mắt nhìn mặt tử phàm lạnh lùng nói, ta sẽ không lại thích bất luận cái gì nữ hài, cô bé này chẳng qua là một rất thú vị nữ hài tử mà thôi. Nói, hắn tiến vào phòng ăn, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng bữa tối. Mặt tử phàm không khỏi thật sâu nhìn Vũ Vi thân ảnh, thất vọng nói, ngươi nếu là thích nàng nên thật tốt a. À. Sở gia biệt thự Trong đại sảnh, sở giao dựa vào sofa, trong tay của nàng mặt cầm một cái máy ghi âm cùng mấy tờ vừa xuất ra tới ảnh chụp trên mặt không khỏi lộ ra một sáng lạng vô cùng tươi cười đến lục hàng đi tới trước sofa ngồi ở sở giao bên người một tay khoác lên vũ vi trên vai nhìn sở giao như vậy hài lòng trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ chuyện gì cao hứng như thế sở giao đem máy ghi âm cùng ảnh chụp tất cả đều đặt ở lục hàng đích thân tiền nhìn nhìn đây là cái gì lục hàng tầm mắt không khỏi rơi vào trong hình chỉ thấy đồng vũ vi cùng một người trung niên nam nhân theo sát như vậy thân mật cực kỳ, hơn nữa Vũ Vi trên mặt còn lộ vẻ hài lòng tươi cười. Hạ một tấm hình chính là một người trung niên nữ nhân ném đồng Vũ Vi đại bạc tai. Lúc này, sở giao đem máy ghi âm mở, bên trong truyền tới một đạo trung niên nữ nhân thanh âm, đồ đê tiện, cư nhiên dám câu dẫn chồng ta. Lục Hàng ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy đồng Vũ Vi cùng nam nhân khác đặc biệt cùng một người trung niên nam nhân tại cùng nhau thời gian, trong lòng của hắn có như vậy một chút không thoải mái, khi hắn nghe thấy đồng vũ vi câu dẫn người gia lão công thời gian, hắn nắm ảnh chụp khí lực không khỏi lớn một chút, hắn dơ lên tròng mắt nghi hoặc nhìn sở dao, này đó. Sở dao trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, nàng vẽ mặt đắc ý dơ dơ lên trong tay máy ghi âm, một đôi coi được trong tròng mắt mặt một mặt âm lãnh thần sắc chợt lóe rồi biến mất, những thứ này đều là có thể làm cho đồng vũ vi không mặt mũi sống trên cõi đời này gì đó cũng là có thể làm cho đồng vũ vi không mặt mũi gặp người khác chứng cứ. Khi chúng ta bây giờ đã đem những hình này công khai, cho ngươi ra một hơi. Lục Hàng tức giận từ trên ghế salon đứng lên muốn đi ra biệt thự, lại bị sở giao duệ ở cổ tay của hắn. Lục Hàng vẽ mặt không hiểu nhìn sở giao, sở giao có bao nhiêu sao hận đồng vũ vi hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện tại đem những hình này công khai nói, đồng vũ vi sẽ không mặt mũi ở cái thành phố này sống được, cũng sẽ bị thiên người chỉ vạn người phỉ nhổ. vì sao không đem những hình này công khai? sở giao lạnh lùng cười. ta muốn không phải đồng vũ vi bị thiên người chỉ vạn người phỉ nhổ, ta muốn đồng vũ vi sống không bằng chết. nói nàng chỉ chỉ lục hàng trong tay ảnh chụp, chỉ cần này đó còn chưa đủ. một tháng sau này, đồng kỳ xuất viện. ở một tháng này bên trong, các nhất phi cơ hồ mỗi ngày đều đến bệnh viện dốc lòng chiếu cố đồng kỳ còn cùng nàng nói chuyện phiếm. Đồng Kỳ càng ngày càng thích Trác Nhất Phi. Vũ Vi đối Trác Nhất Phi thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Do bài xích Trác Nhất Phi đến chậm rãi cùng Trác Nhất Phi tiếp xúc, còn thường thường cùng Trác Nhất Phi nói chuyện phím. Vì đáp tạ Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi đối mẹ chiếu cố, đồng mẫu xuất viện một tháng, Vũ Vi riêng mời Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi ăn cơm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.